Lãnh đạo vùng Chechnya của Nga Ramzan Kadyrov cho biết, ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23 tháng 5 tại Điện Kremlin và đề nghị cử thêm các tay súng đến hỗ trợ Moskva trên tiền tuyến Ukraine. Ông Kadyrov là lãnh đạo khu vực Nam Caucasus và trung thành với Điện Kremlin từ lâu. Mới đây, trong một bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin, ông Kadyrov cho biết đã thảo luận về các vấn đề kinh tế của khu vực, cũng như ngỏ lời mời ông Putin đến thăm Chechnya. Ông Kadyrov viết, tôi cũng truyền đạt mong muốn của người dân và mời lãnh đạo quốc gia của chúng tôi đến thăm Cộng hòa Chechnya. Ông nói rằng hàng chục ngàn binh sĩ được huấn luyện và trang bị đầy đủ từ lực lượng dự bị đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở chiến trường Ukraine nếu nhận được lệnh từ Tổng thống Putin. Ông nêu rõ, tổng cộng có 43.500 binh sĩ đã phục vụ ở Ukraine, trong đó có 18.000 tình nguyện viên. Ông Kadyrov cũng nhiều lần phủ nhận thông tin nói rằng ông không khỏe và đăng những hình ảnh ông đang tập thể dục hoặc học hành. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra lời kêu gọi mới về việc nâng cấp hệ thống phòng thủ để bảo vệ các thành phố của nước này. Tổng thống Ukraine cho biết, bom dẫn đường hiện là khí tài chính mà Moskva sử dụng trong các cuộc tấn công. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.